Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Sói đi thành đôi do Đam Ý Tưởng Chuyện thực hiện tập 9. Vạn Phi bị Việt Nam kéo lên xe buýt nhỏ của ông Tưởng, nhét vào chỗ ngồi ở hàng cuối cùng. Cậu chàng mặt mày bí xỉ không lên tiếng, giống như chủ nợ đòi nợ không xong mà còn bị kẻ thiếu nợ đánh cho một trận vậy. Mấy đội viên khác cũng không hỏi nhiều, cả bọn ngồi đằng trước trò chuyện. Hôm nay Vạn Phi thi đấu tuy vẫn giành chiến thắng, nhưng thắng rất vất vả, khó chịu cũng là chuyện bình thường. Lát nữa tụ tập ăn một chút đi. Lý Đàn ngồi hàng ghế trước, quay đầu lại nhìn Biên Nam. Biên Nam nhìn lướt qua Vạn Phi không ăn. Còn ông đó, Lý Đàn cười vỗ tay bôm bốp trước mặt của Vạn Phi. Đánh thắng là được, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đừng có phiền tớ, Vạn Phi lườm nhỏ. Úi giời, Lý Đàn cũng trợn tròn mắt. Vạn Phi, ông đừng có được nước làm tới nha. Hôm nay tâm trạng của chị đây không tốt, còn chưa tìm được người chút giận đó. Có tin tôi đánh ông bay ra ngoài xe không? Vạn Phi nhìn nhỏ, im lặng một hồi rồi phì cười. Bà nói coi, trông bà giống cũng dễ thương phết nhở. Sao mở miệng một cái là hình tượng tiêu tùng hết vậy cha? Nửa câu sau, Vạn Phi nói rất nhỏ, còn quay mặt sang chỗ khác. Tôi nghe thấy rồi nha. Lý Đàn nhìn Vạn Phi một hồi, sau đó thở dài quay đầu nhìn Viên Nam. Hai em không ăn thì thôi, lát lỡ về nhớ bút lông cái tên này đó. Khó xời quá, tôi bó tay rồi. Viên Nam vỗ vai của Vạn Phi, chỉ cười chứ không nói. Vạn Phi khó chịu vô cùng, vừa về ký túc xá liền nằm dài trên giường, không nói lời nào. Viên Nam cũng không lên tiếng trước, cậu có thể hiểu nỗi uất ức của Vạn Phi. Chuyện này bất kể là xông lên ngay lúc đó hay là tìm riêng Hứa Nhị để hỏi cũng rất mất mặt. Bây giờ Vạn Phi nín một bụng buồn tức không thể phát cáu được. Biển Nam thay bộ quần áo, đứng bên giường Vạn Phi. Ra ngoài đi dạo không? Anh Nam, ta hỏi mày một vấn đề. Vạn Phi gối đầu lên cánh tay nhìn cậu. Hỏi đi. Biển Nam cầm thanh kẹo que trên bàn ngậm vào miệng. Ngoài trừ quần áo thể thao, mày không còn quần áo nào khác hả? Vạn Phi ngồi dậy chỉ vào bộ đồ trên người của Viên Nam. Huấn luyện cũng quần áo thể thao, bình thường cũng quần áo thể thao, vào trường cũng thể thao, ra ngoài mẹ nó cũng bộ đồ này. Mày có thấy phiền không? Không, chỉ có một kiểu quần áo thể thao thôi, sao hả? Viên Nam cũng cười nói, hèn chi Trương Hiểu Dung trướng mắt mày. Vạn Phi căm tức cắn răng. Mày không có chỗ xả tức phải không thằng quý? Biên Nam cũng phì cười, xoay người lấy một bộ quần áo khác trong ngăn tủ chậm rãi mặc vào. Người thích tao đầy ra đó, một mình Trương Hiểu Dung tính là gì? Vạn Phi cũng hừ một tiếng không nói nữa. Nếu tao thích bây giờ vẫy tay một cái không chừng còn có con trai bổ nhào vào người tao ấy chứ. Biên Nam thay xong quần áo đứng trước mặt của Vạn Phi. Hài lòng chưa ông chủ? Hôm nay đi. Vạn Phi nhìn chằm chằm vào Biên Nam. Khuya hôm nay muốn tìm Hứa Nhị hỏi trước không? Biên Nam lập tức hiểu ngay Vạn Phi đang nói cái gì. Nhưng Hứa Nhị và Trương Hiểu Dung học cùng lớp, bình thường quan hệ cũng không tệ. Trên lý thuyết Hứa Nhị sẽ không có gì mập mờ với người mà Trương Hiểu Dung thích. Hỏi con khỉ. Vạn Phi nhảy xuống giường, xoay hai vòng trong ký túc xá. Không có chuyện này tao cũng phải xử nó. Ngay lúc Vạn Phi còn đang xoay tiếp, cửa ký túc xá mở ra, Chu Bân và Tôn Nhất Phàm mang theo hai túi đồ ăn vặt trở về. Vạn Phi nhào tới giật một ống khoai tây chiên, đút vài miếng vào miệng nhai rôm rốp. Biển Nam kéo túi qua nhìn thử, không cảm thấy hứng thú, vì vậy lấy khoai chiên trong tay của Vạn Phi ra nhai đỡ. Cậu ghét Khưu Dịch, khá là ghét. Nếu giữa hai người bọn họ chỉ có một mình Trương Hiểu Dung, chưa chắc cậu sẽ thủ Khưu Dịch như vậy. Vì một đứa con gái thì không đáng. Nhưng nếu đổi lại là Vạn Phi, đừng nói Vạn Phi vì một đứa con gái, cho dù vì một cái con khỉ cái thì cậu cũng sẽ ra tay. Bây giờ giữa cậu và Khưu Dịch đã bớt đi một con khỉ. À không, một đứa con gái nhưng vẫn còn thù mới hận cũ một đống. Hôm đó bên ngoài bãi đỗ xe, vẻ mặt và giọng điệu khiêu khích của Khưu Dịch, nghĩ tới là đã thấy nóng máu rồi. Chưa kể cái thằng con lai Tiểu Bạch Kiển kia, có khi đã biết hết bí mật mà mình không muốn nói cho ai biết. Anh hai, Khưu Ngàn tựa vào cửa phòng bếp. Em muốn đánh tennis.
Đừng tưởng muốn làm gì là làm đó. Tháng trước em còn bảo muốn đi chơi đàn violon kìa. Khâu Ngàn, Khâu Dịch nhìn Khâu Ngàn rồi chuẩn bị cơm nước buổi tối cho ba mình. Rồi mỗi ngày Khâu Dịch đều tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ ăn đâu ra đấy. Chỉ cần hâm nóng là ăn được ngay. Nếu thực sự không kịp cũng chỉ đành để lại tiền cho Khâu Ngàn ra ngoài mua. Rèn luyện thân thể nha, anh nói phải rèn luyện thân thể mà. Khâu Ngàn chạy tới bên cạnh đẩy đẩy chân Khâu Dịch. Muốn rèn luyện thân thể thì sáng sớm dậy chạy bộ là được. Khâu Dịch đáp. Nhưng anh có theo em đâu. Khâu Ngàn rầu rĩ ngồi chồm hổm dưới đất. Còn nói đi xem thi đấu với em mới và có một chút thì đã bỏ chạy. Anh nhìn thấy đại hồ tử trông thế nào là được rồi. Khâu Dịch ngắt miếng thịt trong nồi nhét vào miệng của em trai. Đối với việc đại hồ tử thấy thế nào mà lại là biên nam, tới giờ cậu vẫn còn bất ngờ. Em bảo đại hồ tử cho em đánh tennis. Khâu Ngàn ăn thịt xong kêu to một tiếng chạy ra khỏi phòng bếp. Buổi chiều Khâu Dịch phải đi dạy thêm cho Trần Đình Đình. Cậu chơi xe điều khiển từ xa với Khâu Ngàn một lát rồi tranh thủ thời gian lên đường. Những học sinh mà Khâu Dịch dạy thêm đều do bạn cùng lớp năm xưa và thầy cô giới thiệu. Mỗi lần giới thiệu học sinh cho cậu, chủ nhiệm lớp đều phải nói một câu: Khâu Dịch, tiếc cho em. Khâu Dịch nghe những lời này sắp mòn tai rồi. Tiếc hay không tiếc, Khâu Dịch cũng chẳng còn bao nhiêu cảm giác. Tuy rằng nếu có điều kiện, có lẽ cậu sẽ giống như kỳ vọng của bạn bè cùng lớp và thầy cô. Đậu trung học với điểm cao, đậu đại học với điểm cao, đậu vào 985 tới 211. 985 và 211 là hai dự án xây dựng nhằm đưa tận các trường đại học lên chuẩn mới, gọi là 985 vì nó được bắt đầu từ tháng 5 năm 1988. Còn dự án 211 thì dựa theo mục tiêu hướng tới thế kỷ 21, xây dựng 100 trường trọng điểm chuyên ngành theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Nói chung hai trường này đáng chú ý nhất của Trung Quốc, 211 bao luôn 985, tức là 39 trường trong dự án của 985 cũng nằm trong danh sách các trường thuộc dự án 211. Nghe nói khi học sinh chọn nguyện vọng đầu tiên luôn là các trường trong 985, kế đó là các trường được thừa nhận là có xây dựng viện nghiên cứu rồi mới tới các trường 211. Nhưng sự thật là cậu không thể, con đường của cậu chính là vào trung chuyên để làm ra tiền thật nhanh, hơn nữa còn phải tận dụng thời gian nghỉ để kiếm tiền. Trung chuyên là viết tắt của trường trung học chuyên khoa bậc trung, thường tiến hành sau khi kết thúc 9 năm nghĩa vụ giáo dục, 6 năm tiểu học và 3 năm cấp 2. Trung chuyên coi trọng việc đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ nắm vững tay nghề nghiệp, có thể đảm nhận công việc nào đó. Điều mà Khâu Dịch có thể làm chính là đối mặt với hiện thực. Nói chứ đối mặt với hiện thực có thể xem là sở trường của Khâu Dịch. Bắt đầu từ năm mẹ mất, cậu đã thành thạo kỹ năng này. Bố mẹ của Trần Đình Đình không có ở nhà, trên bàn chuẩn bị không ít đồ ăn. Mỗi lần tới nhà Trần Đình Đình, Khâu Dịch đều có cảm giác như tới đây tham dự tiệc trà. Trong nhà ngoài trừ Trần Đình Đình, Khâu Dịch còn thấy hình của Biên Hình Ngữ đang nằm trên ghế sofa chơi với mèo. Tuy rằng hai cô nàng này, một người lớp 9, một người lớp 10 nhưng quan hệ rất tốt. Bình thường đều có thể thấy Biên Hình Ngữ ở nhà Trần Đình Đình. Chào, lại gặp lại nữa rồi anh đẹp trai. Biên Hình Ngữ vẫy tay với cậu. Không ngại em lại tới học ké chứ? Chỉ cần im lặng không nói gì là được. Khâu Dịch ngồi xuống bên bàn, cúi đầu nhìn bài thi của Trần Đình Đình đặt, chuẩn bị chỉ chỗ sai cho nhỏ. Em ăn gì trước đó nha? Trần Đình Đình duỗi tay lấy chân gà trên bàn. Bắt đầu rồi. Khâu Dịch đè chân gà xuống, đẩy hết đồ ăn vặt sang một bên. Nếu để Trần Đình Đình làm theo ý mình, nhỏ sẽ chốc thì ăn gì đó, chốc thì đi vệ sinh, một chốc thì cầm di động lăn qua lăn lại tới trưa. Chừng nào nghỉ thì ăn tiếp. Trần Đình Đình xem như chịu hợp tác, nửa sống nửa chết rục xuống bàn nghe Khâu Dịch giảng bài, trái lại không có mất tập trung. Giảng xong hai đề thi, Khâu Dịch nhìn thoáng qua đồng hồ bên tường. Nghỉ ngơi chút đi, 5 phút thôi nha. Anh có thấy ghét hơn ông thầy của em nó. Trần Đình Đình cầm chân gà chui lên sofa ngồi với Biên Hình Nữ. Mới nãy chưa nói xong, cuối tuần này anh hai chỉ muốn dẫn chị đi đâu vậy?
cắm trại dã ngoại, tản bộ đầu xuân, du lịch theo nhóm gì gì đó. Biển hình ngữ nói, nghe giọng điệu chẳng hứng thú chút nào. Vậy có gì vui đâu? Trần Đình Đình bĩu môi, ít ra cũng đỡ hơn ở nhà. Biển hình ngữ liếc nhìn Khưu Dịch ngồi bên kia, tuần này chắc chắn Biển Nam sẽ về nhà. Nếu ông không về thì bố chị cũng phải rước ông về cho bằng được, sợ không đủ phiền hay sao ấy. Anh hai chị ở nhà mà, sợ cái gì, ông dám làm gì chứ, với lại đây có phải là nhà ông đâu. Trần Đình Đình cũng vừa ăn vừa nói. Ôi, Biển hình ngữ cau mày, giọng khẽ run rẩy. Ông đánh lộn với anh hai chị đâu phải là mới lần một lần hai, xuống tay nàng dã man, anh hai chị còn bị ông đập bể đầu nữa cơ. Lần trước nếu không phải có bố chị ngăn lại, ông còn định lấy kế đánh anh hai chị luôn đó, chỉ chưa thấy ai như ông hết. Khưu Dịch cúi đầu nhìn di động, trong tai toàn là giọng nói uất ức của Biên hình ngữ. Tính tình của Biên Nam thì rất tệ, ngoài trừ bố nhỏ ra, với ai cũng mặt mày cao có, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lộn với anh hai nhỏ, còn đá con chó mà con nhỏ nuôi nữa. Rõ ràng là con trai của kẻ thứ ba mà kiêu căng vô cùng, còn chọc mẹ nhỏ khóc rất nhiều. Lúc vừa vào vận tải đường thủy, Khưu Dịch đã nghe tới Biên Nam, cũng đã gặp vài lần. Chẳng qua khi đó vận tải thủy đang là thiên hạ của Đại Quảng, cậu cũng không có tham dự mấy cuộc tranh chấp giữa hai trường. Khi đó Biên Nam không để lại quá nhiều ấn tượng với Khưu Dịch. Khưu Dịch đại khái chỉ cảm thấy Biên Nam là kẻ hay sinh sự, nhưng thường chỉ đi một mình, số lần xuất hiện trong mấy trận đánh hội đồng của trường thể thao không tính là nhiều. Trước mắt Khưu Dịch thoáng hiện lên gương mặt của Biên Nam, cùng với biểu cảm phách lối khi đánh nhau và dáng vẻ nghiêm túc khi thi đấu. Thuận tiện tự tưởng tượng thêm Biên Nam ở nhà vẫn ương ngạnh như thế, dù thân phận rất đáng gượng. Thật lòng mà nói, cậu ta không khớp với hình tượng đại hồ tử chịu chơi chung với Khưu Ngạn, mà còn bị Khưu Ngạn nghiêm túc xem là bạn bè. Tiếp tục thôi, Khưu Dịch nhìn đồng hồ, đúng 5 phút liền cắt ngang. Trần Đình Đình và Biên Hình Ngữ đang trò chuyện vui vẻ. Thêm 2 phút nữa được không? Biên Hình Ngữ ôm mèo mè nheo với Khưu Dịch. Em nói chuyện với mèo đi. Khưu Dịch nhìn nhỏ một cái, mở sách tiếng Anh đặt trước mặt của Trần Đình Đình. Biển hình ngữ rất xinh xắn, bình thường cũng không gây phiền phức cho người khác. Ấn tượng của Khưu Dịch dành cho cô nhỏ không tệ. Tuy rằng Khưu Dịch có thể hiểu cảm nhận của nhỏ về việc gia đình mình bị xâm phạm, nhưng cậu vẫn không muốn nghe mấy lời phàn nàn Biên Nam thế này thế nọ. Ngày nào cậu cũng mệt rã rời, đã đủ phiền lòng rồi. Nếu còn nghe thêm thấy mấy chuyện này, tâm tình chắc suy sụp luôn. Sau khi giải xong cho Trần Đình Đình, Khưu Dịch nhìn đồng hồ không làm lỡ thời gian, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tới nhà hàng. Thầy Khưu, Trần Đình Đình cầm miếng cá vừa ăn vừa nhìn cậu. Thầy có bạn gái chưa? Khưu Dịch không trả lời, Trần Đình Đình chỉ sách ôn tập của nhỏ. Khi nào rảnh nhớ làm bài những cái bài sai này. Nếu không có bạn gái em giới thiệu cho thầy một người nhé. Trần Đình Đình cũng cười nói. Thôi đi, cái bên trường của anh ấy là vệ sáo, gái đẹp đầy ra đó, ai cũng dịu dàng dễ thương. Biển hình ngữ cũng tặc lưỡi. Điện thoại của Khưu Dịch reo lên một tiếng. Cậu lấy ra nhìn thử, là Khưu Ngàn dùng điện thoại của ba gửi tin nhắn tới, đắc ý báo cáo rằng nhóc đang chuẩn bị làm cơm tối cho ba. Hay là thầy Khưu không thích dịu dàng dễ thương? Trần Đình Đình vẫy tay với Khưu Dịch. Thầy Khưu, thấy hình ngữ thế nào? Này, Biên hình ngữ cũng kêu lên. Khưu Dịch trả lời tin nhắn, dương mắt nhìn Biên hình ngữ một chút nói. Rất tốt, dĩ nhiên là rất tốt rồi. Biên hình ngữ lập tức đỏ mặt, cúi đầu vùi mặt vào lông mèo. Còn phải nói nữa sao? Bạn gái như vậy được không thầy? Trần Đình Đình nói thêm một câu. Em bị điên hả? Biên hình ngữ cũng kêu to, tiện tay ném cái gối đệm qua. Đi đây, nhớ ôn bài đấy. Khưu Dịch cũng cười, xách túi của mình xoay người mở cửa đi ra bên ngoài. Đến nhà hàng vừa đỗ xe đạp ở cửa sau, điện thoại di động lại reo lên. Khưu Dịch nhìn một chút là Thần Đào. Alo? Khưu Dịch nhận điện thoại. Thần Đào biết buổi tối cậu phải đi làm thêm, bình thường không có chuyện gì sẽ không gọi điện thoại cho cậu. Hai ngày tới mày cẩn thận một chút, Thần Đào nói.
Mấy buổi tối gần đây, cái lũ thằng Phan nghỉ farm đều ở bên ngoài. Vài người bên chúng ta đi một mình đều bị bọn nó chặn đánh. Khưu Dịch lên tiếng. Chúng ta có nên ra tay không? Thần Đào hỏi. Cái thằng đó vẫn chưa chịu thôi. Chờ tao nghĩ rồi tính. Khưu Dịch thấy quản đốc đi ra từ cửa sau. Cúp máy đây. Điểm phiền phức nhất của Phan Nghị Phong chính là không bao giờ xuất hiện một mình, tuyệt đối không đơn độc đấu với người khác. Trước giờ đi gây sự với ai đều dẫn theo đồng bọn. Một mặt có thể biểu hiện tầm vóc anh đài của mình, mặt khác lại rất an toàn. Tuy rằng không thể nói gì nhưng Khưu Dịch vẫn luôn coi thường Phan Nghị Phong ở điểm này, nói trắng ra là sợ chết. Khưu Dịch chào hỏi quản đốc chạy vào phòng thay đồ trong nhà hàng đổi đồng phục. Điều kiện của nhà hàng rất tốt, khách tới ăn thường là người có trình độ, đối đãi với nhân viên phục vụ cũng không tệ. Hơn nữa thời gian làm việc có thể chuyển hết sang buổi tối, còn có thời gian thay phiên nghỉ ngơi. Vậy nên mặc dù cách xa nhà, làm việc cả đêm mệt vô cùng, Khưu Dịch vẫn bằng lòng ở lại đây. Sắp tới giờ đóng cửa, Khưu Dịch thấy Tiêu Mạn đi ra khỏi cửa hàng, từ phòng làm việc trên lầu trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Cậu thật sự hơi ngán chạm mặt của Tiêu Mạn, ngồi xe của Tiêu Mạn về nhà, suốt chặng đường không tìm nổi đề tài để nói khiến hắn cảm thấy rất mệt nhọc. Hôm nay dọn dẹp nhà hàng xong, Khưu Dịch tâm tình không tệ ra cửa sau hút điếu thuốc, trò chuyện vài câu với quản đốc rồi mới đạp xe rời khỏi nhà hàng. Bộ đổi đường rồi hả? Phạm Phi ngồi chồm hổm trong bụi cây ven đường, gõ nhẹ cây gậy trong tay xuống đất. Trước đó không phải mày nói thấy nó đi ra từ chỗ này sao? Bị Nam móc điếu thuốc ra châm lửa. Cậu không có nghiện thuốc lá, như thỉnh thoảng sẽ hút một điếu cho hợp với bầu không khí. Đúng là vậy mà. Phản Phi cau mày. Không phải nó về rồi chứ? Tao đã bảo tới sớm một chút, mày cứ đòi chui vô trung tâm chơi trò chơi. Mày im mìm xuống cái đây. Bị Nam hút một hơi thuốc, cúi đầu ho khan hai tiếng. Bị sặc hả? Phản Phi nhìn cậu. Có im không thì bảo. Biển Nam liếc nhìn Phản Phi một cái. Phản Phi không nói nữa, hai mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng Khưu Dịch có thể xuất hiện, đầu ngón tay gõ từng nhịp trên thân cây. Biển Nam đưa chân đá văng cây cây, tiếng gõ của Phản Phi làm cậu muốn nhịp chân theo. Lại qua thêm gần 10 phút, bên kia đường có người đạp xe tới. Chiếc xe màu xanh lục trông rất bắt mắt dưới đèn đường. Mẹ nó đạp nhanh thiệt chứ, sung sức ghê. Bề Nam vội cầm lấy cây gậy gỗ bên chân mình. Tốc độ Khưu Dịch tiếp cận bọn họ khá là nhanh. Lúc Khưu Dịch chỉ còn cách bọn họ hơn 10 mét, Phản Phi cầm cây gậy nhảy ra khỏi bụi cây, vọt lên trên đường rống một tiếng. Thằng chó! Khưu Dịch bị đột nhiên lao tới làm hết hồn, theo bản năng bóp thắng xe, tốc độ xe chậm lại. Nhưng Khưu Dịch nhanh chóng phát hiện chuyện gì xảy ra. Xe không dừng lại tiếp tục lách sang hướng bên cạnh, xem chừng là định tăng tốc vượt qua. Lúc này Biên Nam mới nhào ra từ ven đường. Trước khi Khưu Dịch kịp tăng tốc, cậu khom lưng vung mạnh tay, gậy gỗ gần như dán xuống đất bay ra ngoài, chuẩn xác xuyên qua giữa cằm xe của bánh trước. Xe lao tới phía trước thêm 2 mét theo quán tính rồi mới dừng lại. Ngay khi Khưu Dịch nhảy xuống xe, gậy trong tay Vạn Phi đã đập mạnh lên lưng của cậu. Khưu Dịch lảo đảo đi hai bước, trở tay đập một cái lên cổ tay của Vạn Phi. Chẳng cố vùng gậy thứ hai của Vạn Phi, thuận tiện chụp lấy cây gậy trong tay cậu ta dùng sức giật. Vạn Phi vốn đang dùng sức nhào về phía trước, bị Khưu Dịch giật một cái, thế là thuận đà ngã nhào xuống đất chung với Khưu Dịch. Tuy rằng Vạn Phi bị Khưu Dịch kéo ngã, nhưng lúc ngã xuống cậu chàng đã kịp đè lên người của Khưu Dịch, đấm mấy cái vào xương sườn. Bị Nam đi tới nhặt cây gậy bị ném sang một bên, cậu cũng không vội đi hỗ trợ. Vạn Phi là một thằng học sinh thể thao đánh nhau quanh năm, một chọi một hay đánh lén đều chơi tốt. Dưới tình huống bình thường, Khưu Dịch không thể nào là đối thủ của Vạn Phi. Nhưng tình huống hôm nay không giống như bình thường, trên lưng đã bị đập một cái, xương sườn cũng trúng mấy cú đấm thô bạo. Thế mà Khưu Dịch vẫn có thể thúc đầu gối vào hông Vạn Phi, hất Vạn Phi từ trên người mình xuống. Vì Nam không ngờ lại gặp phải tình cảnh này, hôm nay cậu vốn định cho Vạn Phi xả trận, nhưng ai ngờ Vạn Phi lại chịu thiệt. Tuy rằng chưa tới nỗi nào nhưng vẫn khiến cho lửa giận của cậu dành cho Khưu Dịch bùng phát.
Bị nam không khí ngợi nhiều, đập một gậy xuống chân của khu dịch.